Sơn Dây Đàn. Một giáo viên chủ nhiệm dạy văn tại một trường cấp 3 ở Quy Nhơn được phụ huynh phản ánh cứ phải có quả mới vui vẻ dạy học. Mới đây, một phụ huynh đã đăng tải bài viết vô cùng bức xúc với giáo viên dạy văn và cũng là chủ nhiệm thuộc trường PTTH TV ở Quy Nhơn. Cụ thể, giáo viên chủ nhiệm này giải thích về một số khoản thu chi trong quỹ lớp và khá vô lý là có cả quà cáp ngày 30 tháng 4. Đến khi vị phụ huynh này thấy vậy, đề xuất thêm nhận quà ngày giỗ tổ Hùng Vương thì giáo viên cũng lưỡng lự. Lúc đó, khi phụ huynh chia sẻ không thể đến buổi họp thì nhận về thái độ không được hoan hỉ cho lắm của cô giáo. Thậm chí cô còn gọi điện cho gia đình một em học sinh hỏi có thấy con em mình có vấn đề tâm lý hay không ngày giữa lớp. Con hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thêm nữa là khi cô kêu gọi học sinh viết lời tâm sự kín với cha mẹ rồi bỏ vào bì thư, nói sẽ chuyển đến tận tay của phụ huynh các em, vậy nhưng cô lại tự ý bóc ra đọc. Thấy học sinh nói những lời không hay về mình thì gọi phụ huynh lên yêu cầu thay mặt con xin lỗi vì đã viết những lời không khen cô. Ngoài ra, những khoản quý lớp một năm thu 1,5 triệu trên một người, thu thì rõ nét nhưng chi khá mập mờ và cực kỳ mạnh tay trong những khoản chi cho giáo viên chủ nhiệm. Hiện sự việc đang khiến cộng đồng mạng xôn xao và lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội.